Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay, thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tăng nhẹ, đứng quanh vùng giá 1.924,8 đô la Mỹ trên một ao. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.923,16 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.925,18 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm nhẹ, đứng ở mức 106,2 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch ở mức 28.449 đô la Mỹ chiều Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm nhẹ. Sau khi đã tăng mạnh trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng ở mức 4,836% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng, giao dịch ở mức 86,78 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giao dịch tại một số phiên giảm, song xuống tăng giá vẫn đang giữ vững vị trí trong bối cảnh giá hấp nhất sau mức tăng vững chắc gần đây. Lợi suất trái phiếu khoa học Mỹ tăng trong tuần này là một yếu tố hạn chế đà tăng của vàng. Tuy nhiên, thị trường đang chứng kiến giới đầu tư đẩy mạnh mua vào khi mà phần lớn tin tưởng rằng giá vàng sẽ còn tăng trong thời gian tới. Theo nhà phân tích cấp cao ông Jim Quick Up tại Kiko Metal nhận định, thị trường đang cho thấy một số sự củng cố lành mạnh từ mức tăng gần đây. Chỉ là một số hoạt động chốt lời bình thường của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn. Chúng ta đang có một tình hình địa chính trị nghiêm trọng diễn ra ở Trung Đông. Tôi nghĩ rằng giá vàng sẽ đi ngang để cao hơn ở đây trong vài tuần tới và ở ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ao không nằm ngoài khả năng, theo vị chuyên gia Jim Quick Up dự đoán. Kim loại quý được sử dụng như một khoản đầu tư an toàn trong thời điểm bất ổn chính trị và tài chính đã tăng hơn 100 đô la Mỹ trên một ao kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng vào ngày 6 tháng 10 nhờ dòng vốn trú ẩn an toàn khi một xung đột quân sự giữa Israel và Hamas bước sang ngày thứ 10. Theo ông Everett Billman, nhà phân tích thị trường của Gannett Villecoin cho rằng vàng đang được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố và lưu ý rằng các nhà đầu tư nên theo dõi phạm vi giao dịch của vàng ở cuối tháng trước. Vào hồi cuối tháng 9 thì dù giá vàng giao dịch trên 1.900 đô la Mỹ trên một ao nhưng cũng không thể vượt quá mức kháng cự là 1.950 đô la Mỹ trên ao. Còn theo ông Colin Szyzinski, chiến lược gia thị trường của SIA World Management cho rằng thị trường vàng vẫn có nhiều triển vọng tăng giá, nhưng bất ổn địa chính trị tiếp tục là các yếu tố thúc đẩy đà tăng của vàng. Dù vậy, một số nhà phân tích cảnh báo thị trường vàng vẫn tiềm ẩn rủi ro. Theo nhận định, từ nay cho đến hết tuần, thị trường vàng khá yên tĩnh khi mà dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ ít được công bố. Thị trường hiện tại thì đang chờ đợi thông tin từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell trong ngày 19 tháng 10 khi mà ông phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York để có thêm thông tin về lộ trình nâng lãi suất của Mỹ. Các thị trường suy đoán bài phát biểu sắp tới của ông Powell có thể mang lại sự rõ ràng hơn về lập trường lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ sau những tín hiệu ôn hòa của các nhà hoạch định chính sách hàng đầu trong những tuần gần đây. Công cụ CME FedWatch, các thị trường đã đặt cược khoảng 90% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng tới. Theo Darren Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao của Barclays cảnh báo trong thời gian tới, xu hướng giảm giá dài hạn của vàng vẫn chưa hết. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước trong xuống giảm rất mạnh, còn với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì hầu như không có điều chỉnh về giá. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng. Mua vào mức 69,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,02 triệu đồng trên một lượng, giảm 300.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 69,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70 triệu đồng trên một lượng, giảm 300.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty này, mua vào mức 56,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 57,80 triệu đồng trên lượng, không có điều chỉnh về giá và mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 56,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 57,90 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua bằng một phiên tăng mạnh, tăng 38 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mua vào mức 24.298 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.668 đồng trên 1 đô la Mỹ.
Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.540 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.640 đồng trên một đô la Mỹ. Hiện tại không có điều chỉnh về giá sau khi mà tăng 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên sáng nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.930.000, bán ra 7 triệu, giảm 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Trên lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.930.000, bán ra 7.002.000. PIN Di Hồ Chí Minh và PIN Di Hà Nội mua vào 6.950.000, bán ra 7.020.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.940.000, bán ra 7.010.000. Doji Hà Nội mua vào 6.925.000, bán ra 7.015.000. Phú Quý SCC mua vào 6.925.000, bán ra 7.015.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.933.000, bán ra 6.998.000. My Hồng SCC mua vào 6.945.000, bán 6.995.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.930.000, bán 6.980.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.880.000, bán ra 7.020.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.925.000, bán ra 7.015.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.930.000, bán ra 7.002.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì không có điều chỉnh về giá sau khi giảm mạnh 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.930.000, bán ra 7.002.000. SJC Huế mua vào 6.930.000, bán ra 7 triệu. SJC Miền Tây mua vào 6.932.000, bán ra 7.005.000. SJC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.930.000, bán ra 7 triệu. SJC Bạc Liêu mua vào 6.932.000, bán ra 7.005.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.930.000, bán ra 7.002.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.928.000, bán ra 7.002.000. Cuối cùng là giá nhận buộc số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua không có điều chỉnh về giá và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận buộc số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.680.000, bán ra 5.780.000. Nhận buộc số 9 loại lượt chỉ, mua vào 5.680.000, bán ra 5.790.000. Vàng 4 số 9 vào 5.670.000, bán ra 5.750.000. Vàng 24K mua vào 5.573.1000, bán ra 5.693.1000. Vàng 18K mua vào 4.127.9000, bán ra 4.327.9000. Vàng 14K mua vào 3.167.2000, bán ra 3.367.2000. Vàng 10K mua vào 2.213.000, bán ra 2.413.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như thích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.